Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục Orinel Collagen. Và hôm nay Trang sẽ giới thiệu đến công dụng của viên uống Orinel Collagen cho tất cả các bạn tham khảo. Nếu như phần trước bạn đã hiểu về Orinel Collagen cũng như biết về bản thành phần thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng của sản phẩm như thế nào bạn nhé. Orinel Collagen, một sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn vẹn cho tất cả những ai yêu thích cái đẹp, kể cả nam và nữ. Thì cái bản công dụng của Orinel Collagen đó chính là sẽ giúp cho bạn bổ sung collagen và các chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ làn da, tăng tính đàn hồi cho da, giúp giảm lão hóa da, hỗ trợ làm đẹp và điều trị nám da tàn nhang một cách tận gốc. Cho nên những đối tượng có thể sử dụng được sản phẩm này đó chính là những người có nhu cầu làm đẹp, không phân biệt bạn là nam hay là nữ, cũng như không phân biệt bạn là trẻ hoặc là già. Chúng ta chỉ cần thấy rằng cơ thể của chúng ta cần phải bổ sung collagen thì các bạn hoàn toàn có thể uống được Orinel Collagen của chúng tôi. Và hãy uống Orinel Collagen khi bạn bắt đầu 25 tuổi và cứ duy trì liệu trình như vậy thì sẽ giúp cho bạn có được một làn da đẹp, một làn da khỏe mịn màng từ sâu bên trong. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái thành phần công dụng này nhé. Thì Trang đã giới thiệu cái bảng thành phần hoạt chất của cái sản phẩm này. Thì các bạn đã nắm được Orinel Collagen được sản xuất với nguồn nguyên liệu collagen thủy phân nhập khẩu trực tiếp 100% từ USA. Collagen thủy phân thì nó sẽ cho cái hiệu quả tích cực trên làn da, tái tạo da của bạn một cách tốt nhất, phục hồi làn da hư tổn, giúp cho da trở nên ẩm, mịn, căng bóng và tươi tắn hơn mỗi ngày. Bởi vì cấu trúc ở lớp hạ bì của da chúng ta chiếm 70% là collagen. Nó là một trong những cái khung nâng đỡ vững chắc để giúp cho da của bạn lúc nào cũng tươi tắn, cũng khỏe mạnh. Nhưng mà theo thời gian thì cái hàm lượng collagen nó sẽ mất đi từ số lượng cho đến chất lượng. Nếu như bạn không dung nạp vào cơ thể một cách sớm nhất thì những cái cấu trúc đó nó sẽ bị già đi, bị lão hóa đi. Có nghĩa là nó sẽ bị yếu, bị đứt gãy. Và lúc đó tại sao da của chúng ta nhăn nheo, bị chảy xệ nè, làn da của chúng ta xuất hiện những nếp nhăn, nám da tàn nhang xuất hiện ngày càng nhiều hơn, da của bạn bị khô ráp hơn, đó chính là sự lão hóa đã đến. Và việc bổ sung collagen vào nó sẽ tái tạo những collagen đó và nó sẽ giúp cho da của bạn trở nên căng bóng và mịn màng hơn. Và những cái chất chống oxy hóa có trong viên uống đó nó sẽ giúp cho bạn tăng cường sức khỏe cho làn da cũng như sức khỏe của bạn bên trong cơ thể. Đó là nhờ vitamin C và vitamin E. Đây là hai chất chống oxy hóa tuyệt vời mà chúng ta không thể bỏ qua trong việc làm đẹp cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình. Việc điều trị nám da tàn nhang tận gốc khi và chỉ khi các bạn kết hợp giữa collagen thủy phân tiết 1 và 3 cùng với vitamin C. Tại sao lại như vậy? Bởi vì làn da bị nám tàn nhang rất cần collagen và vitamin C. Và chúng ta cứ nghĩ rằng việc thoa mỹ phẩm lên thì sẽ đẹp, nhưng không bạn nhé. Thoa mỹ phẩm lên có những chất nó sẽ giúp cho da của bạn sáng hơn, nhưng mà cái chân nám vẫn giấu sâu vào bên trong. Đến một ngày nào đó cái rễ chân nám nó sẽ lan rộng ra và nó sẽ chiếm toàn bộ cái gương mặt của bạn. Và lúc này mỹ phẩm không thể làm cái nhiệm vụ để che mất đi nữa, nó không giấu được nữa thì nó sẽ trôi ra bên ngoài. Và lúc này thì da của bạn đã bị nám một cách vĩnh viễn rồi, cho nên việc điều trị rất khó. Nhưng mà bạn uống collagen có chứa vitamin C thì lại khác nha. Nó sẽ giúp cho bạn tiêu diệt tất cả những cái chân, những cái gốc nám ở bên trong sâu làn da, giúp da của bạn tái tạo, phục hồi lại cái làn da mới cho bạn. Cho nên là điều trị nám da tàn nhang tận gốc. Như vậy là các bạn đã thấy được cái bản công dụng tuyệt vời mà sản phẩm Orinel Collagen mang đến cho tất cả các bạn. Ngoài việc chăm sóc và nuôi dưỡng làn da, phục hồi da hư tổn, điều trị nám da tàn nhang, dưỡng ẩm mịn màng cho làn da, thì nó còn có khả năng là giúp cho bạn nuôi dưỡng tóc và móng trở nên chắc khỏe và bóng mượt hơn rất là nhiều. Nếu như bạn thấy video của Trang chia sẻ ngày hôm nay có ích cho mình về việc tìm hiểu viên uống Orinel Collagen thì bạn hãy để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ bật chuông thông báo để các bạn nhận được những video sớm nhất. Và một địa chỉ website chính thức của Trang đó chính là nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.